Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh viên EDX học và làm bài tập như thế nào. Và mình là Tiến Thành, sinh viên khóa K2 của Đại học EDX. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ môn Focus on Excellence và cùng nhau phân tích về một cái từ khóa tâm đắc trong các buổi học ngày thứ bảy của môn này. Ok, thì cũng giống như các video trước, cũng giống như thường lệ thôi. Mở đầu video mình sẽ nhắc lại một số kiến thức trong cái bộ môn này để chúng ta có thể là có cái sự hệ thống hóa kiến thức, đã nhớ lại những kiến thức của những buổi trước. Và những cái câu hỏi đặt ra đó chính là: thứ nhất là Focus on Excellence có nghĩa là gì? Cái câu hỏi thứ hai đó là chúng ta học cái môn Focus on Excellence này thì nó có cái lợi ích gì? Và câu hỏi thứ ba là tại sao chúng ta lại phải đưa cái môn này vào trở thành một cái môn học? Có nghĩa là cái mục đích mà chúng ta học cái môn này để làm gì, đúng không ạ? Ok, thì đầu tiên mình sẽ trả lời cái câu hỏi thứ nhất, Focus on Excellence đó là gì. Thì thứ nhất là Focus là sự tập trung. Cái này nó là tiếng Anh, hoàn toàn là tiếng Anh thôi, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta có cái sự hiểu biết về tiếng Anh sẽ dễ dàng biết được thôi. Và Excellence là sự tuyệt hảo. Sự tuyệt hảo ở đây, một lần nữa mình xin phép được nhấn mạnh, nó khác với Perfect, hoàn hảo. Đó là Perfect thì nó là cái hoàn hảo tuyệt đối hoặc 100% rồi. Còn sự tuyệt hảo nó là cái sự giống như là một cái sự tiến hóa dần dần, lên dần đến cái mức độ gần bằng với hoàn hảo thôi, chứ không thể nào mà có thể là có một cái gì đấy tuyệt đối hoặc là 100% được. Tức là tập trung vào sự tuyệt hảo có nghĩa là chúng ta luôn hướng đến một cái kết quả tốt hơn so với những kết quả trước. Chúng ta liên tục cải tiến sáng tạo để làm sao cho những cái kết quả ngày càng tốt dần lên, hướng đến gần nhất với sự tuyệt hảo, hướng đến gần nhất với sự hoàn hảo mà thôi. Thì đó chính là cái ý nghĩa của tên môn học này, là Focus on Excellence, là tập trung vào sự tuyệt hảo. Và câu hỏi thứ hai là chúng ta học cái môn Focus on Excellence này nó có tác dụng gì, đúng không ạ? Đối với chúng ta, chắc chắn rằng là chúng ta học một môn học nào đấy thì nó phải mang lại cái lợi ích cho chúng ta trên một cái khía cạnh nào đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có thể là học để không lãng phí cái thời gian, không lãng phí công sức của mình, chứ đúng không ạ? Nếu như chúng ta học một cái môn học mà không có cái tác dụng gì thì chúng ta học làm cái gì, đúng không ạ? Ok, thì tác dụng đầu tiên của môn Focus on Excellence đó chính là giúp cho bản thân của mỗi người tìm về với chính mình. Tại sao mình nói như thế? Bởi vì là khi mà chúng ta tập trung vào sự điều thảo thì chúng ta cần phải có sự quan sát. Quan sát mọi thứ, quan sát hiện thực khách quan, quan sát ý thức chủ quan. Chúng ta quan sát bản thân của chúng ta sẽ biết được bản thân của chúng ta muốn gì, cần gì. Chúng ta sẽ biết được cái gọi là mục đích sống có ý nghĩa của bản thân là cái gì. Và từ đó chúng ta mới có thể hướng tới cái con người đó của chúng ta, mà không phải không bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái mong muốn của người khác. Do đó này, cái môn này sẽ giúp cho chúng ta tìm về với chính bản thân mình, tìm về với chính con người thật của bản thân mình. Cái thứ hai đó chính là sẽ giúp chúng ta luôn luôn là có cái sự cải tiến trong công việc, trong bất cứ một cái điều gì, hướng đến cái kết quả tốt nhất, thì chúng ta sẽ mang lại cái giá trị cho chúng ta, mang lại giá trị cho mọi người xung quanh và mang lại cái giá trị cho xã hội. Thì khi chúng ta mang lại cái giá trị đó, thì mang lại cái giá trị cho xã hội rồi, thì xã hội sẽ mang trở lại cho chúng ta những cái giá trị tương đương. Và nó sẽ ngày càng giúp cho chúng ta tiến bộ, ngày càng giúp cho chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Vậy thì cái mục đích của việc mà chúng ta học cái môn Focus on Excellence đó là gì? Thì như mình đã nói đấy, là do những cái lợi ích mà môn học này mang lại cho chúng ta, thì cái mục đích mà để mà chúng ta học cái môn này đó là trong cuộc sống hàng ngày của các bạn, ví dụ các bạn đi làm, nếu như các bạn rèn luyện được cái sự tập trung và sự tuyệt hảo thì các bạn sẽ có kết quả làm việc tốt. Sếp giao công việc cho các bạn thì các bạn sẽ làm với cái kết quả đó tốt nhất có thể. Khi đó thì người ta, sếp chắc chắn là sẽ tin tưởng mình hơn, giao cho mình nhiều cái trọng trách hơn, và có thể là tăng lương rồi thăng chức cho mình. Đó là cái lợi ích mà chúng ta làm cái môn học này mang lại. Do đó là cái mục đích đó chính là khiến cho chúng ta ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, khiến cho chúng ta có thể là thăng quan tiến chức và đạt được những cái thành công. Đó là cái mục đích mà chúng ta học cái môn Focus on Excellence. Ok, thì đó là mình đã vừa giải quyết xong ba cái câu hỏi mà trong video nào mình cũng đề cập đến.
Và tiếp theo thì mình sẽ phân tích về một cái từ khóa mình tâm đắc cho cái buổi học ngày hôm trước, buổi học ngày thứ bảy. Buổi học ngày hôm trước thì mình đã có review lại cái nội dung, đó chính là nói về cái cách mà để chúng ta vượt qua cái nỗi sợ hãi rồi, đúng không ạ? Và trong video trước ấy, thì mình cũng đã có nêu ra ba một số cái nguyên nhân và một số cái cách khắc phục để cho chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ hãi, đúng không ạ? Ví dụ một số cái biểu hiện thì nó như là chúng ta gọi là sợ hãi không dám đối mặt ấy. Tức là một số cái biểu hiện giống như là lo lắng, bồn chồn này, đúng không ạ, run này, vân vân. Và cái cách giải quyết là mình đã đưa ra cho các bạn là nhất đó là phải đối mặt với nó, đúng không ạ, không được trốn tránh, không được đổ lỗi. Cái cách thứ hai đó là phải đối mặt, nhưng mà phải đối mặt đến cùng, đến khi nào chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ hãi đó thì thôi, đúng không ạ. Và cái cách thứ ba đó chính là đối với những cái vấn đề mà mình gặp phải thì mình nên đưa ra cái giải pháp, cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra, để cho mình khi mà hiện thực mình gặp phải thì dù có gặp phải những cái khó khăn như thế nào nữa thì mình cũng không bị bất ngờ và không bị chán nản, đúng không ạ? Đó là ba cách. Vậy thì cái từ khóa mà mình tâm đắc ở trong cái video trước là cái gì, thì mình cũng xin nói luôn, thế là cái từ mà mình tâm đắc nhất, vấn đề mà mình tâm đắc nhất đó là chúng ta là một trong ba cái cách mà để vượt qua cái nỗi sợ hãi, đó là đối mặt với nỗi sợ hãi, không được trốn tránh và không được đổ lỗi. Tại sao mình lại cảm thấy tâm đắc nhất cái này? Trước tiên, lý do đầu tiên đó là vì mình thích cái biện pháp đấy, là mình chọn để mình phân tích sâu hơn. Và vậy thì khi mà chúng ta đối mặt với sợ hãi, chúng ta không được trốn tránh, không được đổ lỗi cho bất cứ một điều gì. Đó là một cái điều quan trọng nhất, đó là cái bước đệm đầu tiên để chúng ta có thể vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Muốn vượt qua được nó thì chúng ta cần phải đối mặt với nó, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta nhìn thấy cái nỗi sợ hãi và chúng ta bỏ chạy thì làm sao mà chúng ta chắc chắn là chúng ta không thể nào vượt qua được nó rồi, đúng không ạ? Chắc chắn là phải đối mặt thì chúng ta mới có thể vượt qua được. Và khi mà chúng ta không dám đối mặt với cái nỗi sợ hãi đấy, tức là gặp cái nỗi sợ hãi nó xuất hiện trong con người mình, trong tâm mình, mà chúng ta lại gọi là quay lưng bỏ chạy để đi về một cái hướng khác chẳng hạn, thì khi mà chúng ta quay lưng như thế và chúng ta tiếp tục bước đi, có thể rằng chúng ta sẽ không phải nhìn thấy cái nỗi sợ hãi đó nữa. Nhưng mà chúng ta liệu có chắc rằng khi mà quay đầu và bước theo một cái hướng khác thì chúng ta có chắc được việc rằng là chúng ta sẽ lại gặp tiếp một cái nỗi sợ hãi như thế không? Và cách giải quyết của chúng ta khi đó sẽ là gì? Chẳng lẽ rằng là chúng ta sẽ lại tiếp tục là không dám đối mặt với nó và chúng ta lại bỏ? Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể hướng tới cái sự hoàn hảo được khi mà chúng ta không vượt qua được cái nỗi sợ hãi đấy? Bởi vì cái nỗi sợ hãi nó chính là cái ngăn cản chúng ta đến với cái sự tuyệt hảo, đúng không ạ? Bởi vì là con người chúng ta chắc chắn là ai cũng đều có cái nỗi sợ hãi rồi. Và chỉ khi nào vượt qua được nó thì chúng ta mới có thể tiếp tục hoàn thành cũng như là tiếp tục nâng cao cái chất lượng công việc được, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta cứ liên tục gặp nỗi sợ hãi và chúng ta bỏ cuộc, chúng ta trốn tránh nó, thì chúng ta sẽ không thể nào tiến đến được cái thành quả được. Và cho dù là bạn có bỏ cuộc một lần chẳng hạn, nó có thể là không ảnh hưởng gì. Có thể bạn trốn tránh cái nỗi sợ hãi đấy, trong cái thời điểm đó nó không có ảnh hưởng gì. Nhưng khi mà các bạn quay đầu, các bạn đi những hướng khác, mình có thể khẳng định luôn là các bạn chắc chắn sẽ có những cái nỗi sợ hãi khác. Và nếu như bạn đã bỏ cuộc một lần thì chắc chắn bạn sẽ có khả năng bỏ cuộc tiếp lần thứ hai. Và khi mà các bạn đã bỏ cuộc lần thứ hai thì các bạn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Và nó dần tạo thành cái thói quen cho các bạn, khiến cho các bạn cứ gặp nỗi sợ hãi là các bạn không dám đối mặt, các bạn trốn tránh, các bạn bỏ chạy. Vậy thì mình có thể khẳng định luôn một điều rằng trong cuộc đời này của các bạn, nếu các bạn cứ như thế, các bạn sẽ không bao giờ hoàn thành bất cứ một công việc nào cả, kể cả đến những cái việc nhỏ nhất. Và nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái tương lai của các bạn sau này, ảnh hưởng rất lớn đến con người của các bạn,
các bạn sẽ không làm được bất kỳ một điều gì, thì các bạn sẽ không có được cái sự tin tưởng, sự đánh giá cao từ những người khác, và thậm chí rằng các bạn sẽ không có cái sự tin tưởng đối với chính bản thân mình. Khi mà ngay một công việc nhỏ các bạn còn không làm được thì chắc chắn là các bạn sẽ có cái sự nghi ngờ bản thân mình, đúng không ạ? Đó là cái hệ lụy rất lớn của cái việc là các bạn không dám đối mặt với nỗi sợ hãi. Các bạn luôn trốn tránh nó, và các bạn đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nếu như các bạn liên tục đổ lỗi cho hoàn cảnh và tìm ra một cái lý do cho cái việc các bạn trốn tránh nỗi sợ hãi, thì các bạn sẽ không bao giờ khá lên được. Chúng ta chỉ có thể tiến bộ khi mà chúng ta chấp nhận con người của mình, chấp nhận những điều mà mình đã làm, chấp nhận những cái sai, cái dở của bản thân. Không được đổ lỗi cho bất kỳ một hành động nào, không được đổ lỗi cho bất kỳ một người hoặc là bất kỳ một điều gì đó, mà chúng ta hãy phải đối mặt với cái nỗi sợ hãi đấy, và phải đối mặt với những cái sai, cái dở của bản thân, thì chúng ta mới có thể tiến bộ trên cái bước đường mà các bạn tìm về chính mình, trên cái bước đường mà các bạn hướng tới cái mục tiêu của các bạn được. Đó. Do đó nên cái biện pháp đầu tiên mà để chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, mình xin nhắc lại, đó chính là chúng ta cần phải đối mặt với nó. Chúng ta sợ hãi cái gì, chúng ta càng phải đối mặt với nó. Không được phép trốn tránh. Có thể rằng là khi mà các bạn lần đầu các bạn đối mặt với nó, các bạn sẽ rất là run, rất là lo lắng. Nhưng mà dần dần nó sẽ quen. Cái gì nếu mà làm lặp đi lặp lại thì nó cũng sẽ dần dần quen thôi. Do đó nên các bạn cần phải cố gắng. Những lần đầu nó sẽ rất là khó khăn, nhưng các bạn cần phải có lòng tin vào bản thân của mình. Các bạn cần phải có ý chí, cần phải có nghị lực để vượt qua cái nỗi sợ hãi, để đối mặt với cái nỗi sợ hãi đấy. Khi mà các bạn đã vượt qua được rồi, các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy thanh thản hơn rất là nhiều. Và các bạn sẽ chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ không còn sợ hãi cái nỗi sợ hãi đó nữa. Tương tự như vậy với tất cả các nỗi sợ hãi như thế, thì cái điều quan trọng là các bạn cần phải biết đối mặt với nó, và không được trốn tránh, không được đổ lỗi cho bất kỳ một điều gì cả. Đó. Thì đó là cái một trong những cái cách để giúp cho các bạn là vượt qua cái nỗi sợ hãi thôi. Tất nhiên còn những cái cách sau nữa, thì có thể rằng là mình sẽ phân tích thêm những cái biện pháp đấy vào trong những cái video lần sau, được không ạ? Còn video này của mình thì xin phép là mình chỉ phân tích đến cái biện pháp mà mình cảm thấy tâm đắc nhất thôi, đó là cái biện pháp phải đối mặt và không trốn tránh, không đổ lỗi. Ok, thì video của mình đến đây xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của môn Focus on Excellence.